Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thực phẩm tăng cường hoặc triệt tiêu tình dục. Ăn uống không những cho ta cảm giác thoải mái khi nhai, mà còn duy trì được tăng cường cho ta khoái cảm khi chúng ta sinh hoạt tình dục. Quan trọng là phải ăn uống đúng. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều người gặp trục trặc trong vấn đề tình dục. Do cái cách ăn uống thì có điều gì đó chưa ổn. Khi có biểu hiện bệnh lý về tình dục thì khó mà sinh ra được đứa con khỏe mạnh và thông minh, khó mà giữ được hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Đây là mối quan tâm hàng đầu để xây dựng thế hệ mới tương lai của xã hội. Sau đây là đoạn trích dịch từ quyển Gen Microbiotics của tiên sinh Osawa, thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa ăn uống và tình dục. Dấu hiệu của sức khỏe tốt thể hiện qua sinh hoạt tình dục bình thường, điều độ và tự nhiên. Đây cũng là một hoạt động bản năng của con người. Một đôi vợ chồng khỏe mạnh mỗi đêm ân ái một lần cho đến tuổi 60 là ít nhất. Những người thực dưỡng sẽ biết cách hưởng lạc thú đến cuối đời, có thể đến tuổi 80. Ngài Renio, sinh năm 1415, mất năm 1499, một trong những tín đồ Phật giáo nổi tiếng ở Nhật Bản, để lại đứa con út 3 tuổi lúc ngài qua đời ở tuổi 84, ngài có tổng cộng là 27 người con. Theo thống kê ở Nhật, những tu sĩ ăn theo thực dưỡng đều sống thọ, trong khi chủ nhà hàng quán ăn và bác sĩ đều chết trẻ. Thật kỳ lạ là những người chế biến ra những món ăn ngon và những người có bằng cấp về chăm sóc sức khỏe cho chúng ta không những không biết gì về bí mật của sự sống mà còn là kẻ thù của sự sống. Ham muốn tình dục và thèm ăn là hai yếu tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy đối với con người. Không có thèm ăn thì con người không có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Không có ham muốn tình dục thì không có loài vật nào tồn tại trên trái đất cả. Trong đời sống tình dục, người nam thường khỏe mạnh, chủ động và người nữ thường khỏe mạnh nhưng mà thụ động vì những lý do sau. Người nam là dương, hoạt động hướng tâm và mạnh mẽ, biểu hiện bệnh lý, bạo lực, phá hoại và dữ tợn hung ác. Người nữ là âm, thụ động, ly tâm và ủy mị, biểu hiện bệnh lý là nhu nhược, tiêu cực, độc đoán, khó gần, mơ mộng hão huyền. Theo tự nhiên, nam và nữ là đối lập nhau nhưng bổ túc lẫn nhau. Vì thế nam nữ luôn đi đôi với nhau, thiếu nam thì nữ không tồn tại được. Và ngược lại, đó là lý do tại sao cuộc sống luôn làm ta suy nghĩ, luôn thú vị và luôn kịch tính. Không ham muốn tình dục, cuộc đời không khác gì sa mạc. Không ai cũng có nhiều người không hưởng được lạc thú của tình yêu. Họ không có tính dục vì bẩm sinh rất âm do người mẹ ăn uống sai trái trong lúc mang thai, hoặc là do chính họ sử dụng quá nhiều thực phẩm thịnh âm như đường, trái cây, các thức nước uống công nghiệp. Người nam phải dương, nếu người nam âm thì anh ta sẽ bất hạnh. Nếu anh ta quá dương, sẽ trở nên hung dữ và phá hoại thì anh ta sớm kết thúc cuộc đời trong bi thảm. Theo đúng bản chất tự nhiên, người nữ phải âm, chính lúc họ trở nên dương do ăn nhiều thực phẩm dương như là thịt động vật, là lúc họ đối diện bất hạnh. Một số người nữ ghét cay ghét đắng vì quan hệ tình dục với người nam. Họ đã ăn quá nhiều thực phẩm dương, đã trở nên quá nam tính và không còn ham muốn được yêu bởi người khác phái. Họ trở thành người đồng tính luyến ái hoặc yêu thú vật đến cuồng nhiệt. Tốt nhất, họ yêu những người nam có nhiều nữ tính, thụ động, biết vâng lời, dễ sai khiến và hiền lành. Cuộc đời của họ bất hạnh vì đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của sự sống. Trái lại, nếu người nữ quá âm, sợ hãi đến nỗi lạnh cảm với tình dục thì họ sẽ buồn khổ suốt đời. Người nam quá âm sẽ bất hạnh hơn người nam quá dương, người nữ quá dương bất hạnh hơn người nữ quá âm. Họ không thể xây dựng hạnh phúc gia đình do tính cách khác thường và cuộc sống tình dục khác thường của mình. Tuy nhiên, một người nam quá âm và một người nữ quá dương sống với nhau sẽ bất hạnh hơn là sống cô đơn một mình. Hầu hết những bất hạnh trong cuộc sống nói chung và hôn nhân nói riêng đều đến từ khó khăn về tình dục, như bị liệt dương, thiếu hứng thú trong quan hệ tình dục hoặc các bệnh lý tình dục khác. Không có người nào có thể hạnh phúc nếu nhu cầu tình dục không được thỏa mãn trong cuộc sống hôn nhân. Trên thực tế, nhiều danh nhân như nhà hiền triết Socrates, giáo chủ Nho giáo Khổng Tử và đại văn hào Nga Tolstoy cũng rơi vào kết cục khổ sở vì người vợ bệnh tật. Nhưng cũng thú vị, trong một số người nam âm tính trở thành nổi tiếng nhờ người vợ dương tính che chở, như nhà văn Pháp là Anatole France có vợ là bà Calavet, nhà quân sự Anh quốc Nelson có bà vợ là bà Hamilton. Nguyên nhân của lãnh cảm ở phụ nữ và bất lực ở nam giới là gì? Hormone sinh dục đóng vai trò chính. Tiếc thay, cả nam giới và phụ nữ đều không hiểu rằng họ có thể điều hòa loại hormone này và tạo ra ham muốn tình dục lành mạnh bằng cách ăn uống đúng đắn. Kết quả là cuộc đời của họ đầy trái đắng và khó khăn, và họ chỉ biết trò chơi may rủi để chịu thôi. Hơn nữa, các bạn nam thanh nữ tú chọn bạn đời mà không có cơ sở đánh giá ai là người bạn đời tốt nhất. Trí phán đoán tối cao của họ đã bị che lấp sâu dày và họ bị dẫn dắt bởi trí phán đoán ở mức thấp như cảm giác, tình cảm, lý trí hoặc kinh tế. Phần đông bị lôi kéo bởi sự hấp dẫn mù quáng của thể xác dục dục, tức là đang ở mức trí phán đoán thấp nhất. Tuy nhiên, với sự hiểu biết vô song nguyên lý của vũ trụ bao la, tức triết lý âm dương, họ có thể chọn được người bạn đời tốt nhất.
và nếu họ chọn sai, họ có thể chuyển đổi cơ cấu tâm lý, sinh lý và sinh học của người bạn đời bằng thực dưỡng. Triết lý Đông Phương, nền tảng của tất cả những khoa học và tất cả kỹ thuật, cấm trẻ em trai và gái chơi với nhau hoặc học cùng một phòng sau 7 tuổi. Xét theo sinh vật học và sinh lý học, đây là phương pháp tăng cường dương tính tự nhiên của em trai và âm tính tự nhiên của các em gái. Hơn nữa, tất cả trẻ em phải học và biết triết lý âm dương để ứng dụng nó mọi lúc mọi nơi. Từ khi bắt đầu vào tiểu học, các bạn trẻ được chỉ dạy làm cách nào tìm được người bạn đời tốt nhất dựa theo nền tảng sinh vật sinh thái học. Các bạn trẻ biết rằng một cặp vợ chồng hạnh phúc phải được sinh ra cách nhau nửa vòng quỹ đạo trái đất khoảng 180 ngày và phải xuất thân trong hai gia đình càng khác biệt càng tốt để tạo sức hút lẫn nhau mạnh nhất. Nếu vợ chồng bạn không đúng như diễn tả này, đừng lo lắng. Cuộc sống thực dưỡng sẽ chuyển hóa người tình của bạn thành người lý tưởng cho bạn. Cuối cùng, chúng ta coi rất nhiều món ăn thức uống mà có thể làm thay đổi thể chất, ham muốn tình dục, khuynh hướng trí tuệ, cách cư xử với xã hội, do đó thay đổi được kết quả, xã hội và số phận của chúng ta. Trong đó, một số món là thứ thuốc kích thích tình dục kỳ diệu và một số khác là chất triệt tiêu tính dục tức khắc. Ví dụ như nấm đông cô, Shiitake là một loại nấm của Nhật, Kampio dây khô của một loại bầu, Konnyaku làm từ bột củ Huệ Nhật, và đặc biệt là Kuwai, cây rau có lá hình mũi tên, có nơi dịch là rau răm, triệt tiêu tính dục hoàn toàn và ngay lập tức. Nên biết rằng những món này là rau củ, chúng được sử dụng trong chùa Phật giáo và trong các gia đình sùng đạo Nhật Bản. Những thứ khác có tác dụng diệt dục tương tự là đường, kẹo, bánh ngọt, nước ép, kem lạnh, nước ngọt, tất cả các loại trái cây từ các nước có khí hậu nóng, khoai tây, cà chua, cà tím, vitamin C. Một số người nữ nấu những món này cho người chồng trong trường hợp anh ta quá dương, tức là hôn dữ và bạo lực trong ứng xử hàng ngày và trong sinh hoạt tình dục. Người chồng không hiểu gì bí mật của nghệ thuật nấu ăn thực dưỡng và ăn những món này liên tục, thì anh ta sẽ trở nên hiền từ hoặc thậm chí là bất lực. Tôi không tiết lộ thêm bí mật nào nữa ở đây vì có nhiều người sẽ lạm dụng chúng hoặc sử dụng với mục đích xấu. Tốt hơn nên áp dụng thực dưỡng bình thường để chuyển đổi thể trạng từ từ và chắc chắn. Thức ăn nuôi dưỡng chúng ta, nhờ thức ăn thì chúng ta suy nghĩ, nói năng, làm việc, yêu ghét, phá hoại và sáng tạo. Chúng ta có thể dễ dàng giết chết một người đàn ông khỏe mạnh nhất bằng cách là cho anh ta ăn những thực phẩm thịnh âm. Thế thì cũng không khó lắm để triệt tiêu hoặc tăng cường sự ham muốn tình dục. Ha ha ha,